Nhanh thật lại một cái cuối tuần nữa rồi Mà chẳng phải nói đâu xa Đã gần hết một nửa năm rồi đấy Bạn hỏi cái cối xay tiêu để của mình đúng không Với những cái người mà hay nấu ăn như mình Thì cái này nó rất là tiện Vì là cái cối xay này nó chạy bằng pin Đấy mình có thể mở ra và thay pin mới được Mình mới sử dụng được một tháng Cái độ bền như thế nào thì mình cũng chưa biết được Nhưng mà nó rất là tiện luôn Đây nha chỉ cần ấn vào cái nút này thôi là Nó sẽ tự động nó xay cái lọ đựng gia vị ấy, thì mình có thể là điều chỉnh được mình muốn xay ra hạt lớn ấy, thì mình có thể là bạn rộng ra cách sử dụng thì nó cũng đơn giản thôi úp cái cối vào cái hộp gia vị nào mà mình cần xay ấy, nhấn một cái muốn đổi cái lọ gia vị khác thì mình chỉ việc nhấn một cái rồi rút ra như thế này nó rất là tiện mọi người ạ à. nhưng mà đồng thời thì nó cũng hại tiền một set như thế này thì nó bao gồm ba cái lọ gia vị một cái cối và một cái đế cái hồi mà mình mua ấy thì nó hơn trăm cơ nhưng mà bây giờ như nó giảm giá còn tám chín nghìn nhé trong các cái video thì mình sử dụng thường xuyên cho nên là mọi người biết cách sử dụng rồi đúng không hôm nay thì nhà mình ăn thịt gà nướng mình sẽ làm thêm một ít hành ba chon mình hay mua cái loại này sẵn ở ngoài siêu thị ấy. chứ tỉa cái này nó cay mắt lắm thêm luôn cả cái gói gia vị trộn sẵn nữa chỉ việc rắc thêm một chút vừng nữa là xong cái món canh này nó có tên là ba chi đạc mộc thăng khi mà nấu cái bọn nghêu này ấy, không cần cho muối nhưng mà cho thêm một chút đường thì rất là ngon khi mà ăn thịt nướng thì phải có kẻ lan chim nữa mình hay sử dụng cái gói gia vị có sẵn này nếu mà mọi người không mua được cái gói này ấy, thì có thể sử dụng muối hoặc là nước tương cho thêm một muỗng ăn cơm rượu lầu ăn đặt lên bếp sau đó thì mình cứ nguấy đều nguấy đều như thế khoảng được 90% thì mình sẽ úp một cái bát lên chờ thêm khoảng tầm 5 phút nữa nếu mà muốn làm cho thành ngọn núi ấy, thì mình sẽ phải làm cho nó đầy lên tận miệng cơ nhưng mà nhà mình chỉ ăn được hai quả thôi mọi người thắc mắc là sao không cho nhiều nước vào để nó bồng lên thì là sẽ không được nha nó sẽ thành ốc trâu ngay món này tưởng là dễ nhưng mà nó cũng khó lắm nếu mà phải làm đúng theo như công thức ấy thì trứng nó mới mềm được mình thích nướng cái này ở nhà bởi vì là được ăn phô mai ngập răng ấy nhưng mà được cái ở Hàn Quốc thì sữa thì hơi mắc nhưng mà phô mai thì rẻ nha. Nhưng mà phô mai ấy mọi người đừng mua cái loại mà người ta đóng thành một túi to bởi vì là cái hạn sử dụng của nó ngắn nhé.